Mậu Thìn, sinh năm 1988, bước sang tháng 3 âm lịch, năm Quý Mão 2023, là hung hay cáp, phúc hay họa, giàu hay nghèo, làm sao để nhận biết được những khó khăn để vượt qua và làm sao để đốn được nhiều vận may đến với mình. Hôm nay, mình được tử vi rất vui khi gặp lại quý anh chị trong chuyên mục Tử vi 12 con giáp kính chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Và tuổi Mậu Thìn, sinh năm 1988, được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành của bản mệnh. Chỉ ra rằng, trong tháng 3 âm lịch năm Quý Mão 2023 tới đây, sẽ có những dấu hiệu may mắn, những người tuổi Mậu Thìn Hiệu duyên xem được video này nên biết nắm bắt thời cơ để giải hông hóa cát mà chuyển thời đổi vận, cải biến vận mệnh đi tới cuộc sống an bình, thịnh vượng, giàu sang, phú quý. Vậy vận trình cụ thể ra làm sao? Xin mời quý anh chị tuổi Mậu Thìn cùng theo dõi lá số tử vi chi tiết của mình ngay sau đây nhé. Tổng quan về tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988. Người tuổi mậu thìn, sinh năm 1988, là tuổi con rồng, thuộc mệnh mộc, đại lâm mộc, nghĩa là cây ở rừng lớn. Tuổi mậu thìn là người có trí tiến thủ mạnh mẽ, luôn tin vào khả năng của bản thân và sẽ cố gắng thể hiện hết mình nếu có cơ hội. Người mậu thìn không phải là mẫu người bảo thủ. Vì thế, họ sẽ thừa nhận nếu làm sai việc nào đó. Tuy nhiên, họ cũng luôn đặt ra yêu cầu rất cao đối với những người khác. Người tuổi mậu thìn sống hướng ngoại, có năng lực suy luận, óc sáng tạo và khá hiếu động họ thường được đánh giá cao bởi những suy nghĩ độc đáo mới lạ tinh thần hợp tác trong công việc cũng giúp họ gây được thiện cảm với đồng nghiệp song họ có nhược điểm là không biết cách tự kiềm chế và thường làm việc nửa chừng dễ dao động thay đổi tuổi mậu thì là người rất tài năng họ sáng tạo thông minh nhanh nhẹn do đó trong các công việc các lĩnh vực họ đều được đánh giá cao và được đền đáp xứng đáng họ thành công trên nhiều lĩnh vực mà họ làm sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho người tuổi Mậu Thìn, sinh năm 1988, trong tháng 3 âm lịch năm Quý Mão 2023. Trên bốn phương diện chính của cuộc sống, gồm sự nghiệp, tài vận, tình duyên, sức khỏe. Cụ thể hơn thông qua tử vi trong thời điểm này sẽ giúp cho quý anh chị tuổi Mậu Thìn biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào so với trước đây, liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay là không. Xin mời quý anh chị cùng theo dõi. Về mặt sự nghiệp, Bước sang tháng 3 âm lịch, năm Quý Mão 2023, người tuổi Mậu Thìn được thiên ấn chiếu mệnh, cho nên phương diện sự nghiệp của bạn vẫn duy trì ở trạng thái tốt. Thời điểm này bản mệnh tuổi Mậu Thìn vẫn có thể hoàn thành tốt công việc được giao, sự cần cù, chịu khó và tinh thông tay nghề giúp bạn nhận được sự tin tưởng của cấp trên. Người làm lãnh đạo đưa ra những quyết sách đúng đắn, cũng nhận được sự kính trọng của nhân viên và đồng nghiệp, bản mệnh phát triển tốt. Nếu như bạn đang làm các nghề như nghệ thuật, dịch vụ, khoa học, y học có thể là vì tính tự cao, tự phụ mà bạn chủ động tách mình ra khỏi tập thể, bạn không muốn hợp tác với bất cứ ai, bởi cho rằng người khác sẽ làm chậm tiến độ của mình. Nguyệt lệnh lâm dưỡng xuất hiện cho thấy bạn dành nhiều thời gian hơn để cố gắng phấn đấu, nuôi dưỡng ước mơ và giữ vững mục tiêu của mình. Song bạn nên nhận ra rằng, đó không phải là tất cả những gì bạn cần để vươn tới thành công, chẳng ai có thể hoàn thành được tất cả mọi việc một mình chính vì vậy mà bạn phải học cách thích nghi với hoàn cảnh và hòa hợp với mọi người trong công việc bạn không nên có cái nhìn phiến diện về bất cứ điều gì đồng thời bạn cũng phải luôn mở rộng lòng mình để đón nhận những điều mới mẻ bạn cũng không nên là con giáp thích lên mặt dạy đời bắt ép người khác phải tuân theo ý của mình bởi chưa chắc quan điểm của bạn đã là chính xác và tối ưu nhất ngoài ra trong tháng có thái tuế là hung tinh xuất hiện báo hiệu sự cố bất ngờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào bạn cần phải chuẩn bị sẵn tinh thần và các cách ứng phó nếu có Việc xuất hành đi xa bạn cũng cần phải sắp xếp mọi việc chu đáo để tránh bất ngờ bỡ ngỡ khi điều không như ý muốn xảy ra. Về mặt tài vận, bước sang tháng 3 âm lịch năm Quý Mão 2023, về tình hình tài chính của người tuổi Mậu Thìn, sinh năm 1988 cho thấy trong tháng có vận khí bị suy giảm, chủ về sự ổn định sẽ tốt hơn người tuổi mậu thì nên lập ra kế hoạch và có mục tiêu cụ thể, để từng bước thực hiện công việc, lạc quan, với sự quyết tâm mạnh mẽ, thì ắt sẽ thu được kết quả như ý. Dù trong tháng có được các tinh thiên đức chiếu mệnh, nhưng chỉ phần nào ngăn cản được sự tác động của hung tinh, vận trình thành hay bại là do sự nỗ lực của chính bạn. Tháng này bản mệnh nên tiếp tục duy trì ổn định các hoạt động đầu tư từ trước tới giờ, bạn nên lấy ổn định làm trọng, nên phát triển trên nền tảng cũ, không nên mở rộng về quy mô, hay thay đổi công việc sẽ gặp nhiều bất lợi nếu bạn có ý định mở rộng kinh doanh thì nên tham khảo ý kiến từ nhiều nguồn thông tin khác nhau và tham khảo ý kiến của những người có nhiều kinh nghiệm đi trước không nên giữ khư khư quan điểm của mình thái tuế hung tinh xuất hiện cũng có thể mang lại những ảnh hưởng xấu khiến bạn đưa ra những quyết định thiếu chính xác hoặc khiến bạn gặp phải những rắc rối ập xuống đầu cục diện ngủ hành thìn thìn tự hình điều này sẽ tác động tiêu cực lên vận trình của bạn thời điểm này đầu óc không sáng suốt tinh thần thiếu minh mẫn bất mãn tâm trạng dễ buồn bực bạn không nên thực hiện các công việc lớn trọng đại hay là tham gia đầu tư các dự án mới có thể bạn sẽ mắc phải sai lầm đáng tiếc khiến bạn phải mất công lao sửa chữa hoặc mất tiền để đền bù thiệt hại người tuổi mậu thìn nên cẩn thận trước những mối đầu tư đem lại lợi nhuận cao luôn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm dẫn đến mất tiền hao của trong tháng 3 âm lịch này, những người tuổi Mậu Thìn, mặc dù công việc gặp không ít áp lực, nhưng bạn vẫn được cấp trên đánh giá cao nhờ thành tích làm việc của bạn trước đó. Tiểu Hao là hung tinh xuất hiện, mặc dù thu nhập của người tuổi Mậu Thìn chưa có được sự khả quan, nhưng dấu hiệu hao tài, phá tài lại hiển hiện ngay trước mắt. Bạn rất dễ mất tiền hao của, không chỉ đơn giản do xui xẻo, gặp chuyện khó lường, mà có thể do chính bản thân tuổi Mậu Thìn không kiểm soát được thói quen mua sắm của mình mà tiêu xài hoang phí quá đà. Về mặt tình cảm, bước sang tháng 3 âm lịch dưới sự ảnh hưởng của sao thiên nguyệt chiếu mệnh. Bản mệnh tuổi mậu thìn có điểm báo gặp nhiều ưu phiền trong chuyện tình cảm vào tháng này, nguyên nhân chính là do tâm trạng không tốt, bạn đã dành quá nhiều thời gian cho những suy nghĩ vẩn vơ, và tiêu cực, mà lại không chịu cởi mở hơn, hướng mình ra thế giới bên ngoài. Đối với người còn độc thân, đang tỏ thái độ không tin tưởng vào tình cảm, muốn sống một mình trong thế giới riêng, chính vì vậy, mà dù có đối tượng chủ động tiếp cận, bạn cũng chọn cách làm ngơ, không cho người ta cơ hội được đến gần hơn với mình dù bạn là người độc thân luôn miệng đòi yêu nhưng lại bỏ chạy ngay khi tình yêu đến do đó bản mệnh khó có thể tìm được một nửa kia ưng ý ngay lập tức và nếu như bạn cứ tiếp tục giữ tâm trạng và quan điểm như vậy bạn sẽ bỏ qua những cơ hội tiếp cận với người đáng quý ở quanh mình bạn hãy dần dần mở lòng hơn với mọi người đồng thời học cách tâm sự những điều mình đang giấu kín trong lòng với những người mà mình tin tưởng đối với người đã lập gia đình cũng thường xuyên khắc khẩu với nửa kia vì những quan điểm không thống nhất bạn cho rằng nửa kia không thật sự hiểu con người của mình, chính vì vậy mà bạn luôn cảm thấy cáu bẩn, khó chịu. Bản mệnh tuổi Mậu Thìn cần giải bày tâm sự, chia sẻ mọi chuyện trong cuộc sống với người ấy, không giấu giếm nhau điều gì để hai người luôn có được sự thấu hiểu, như vậy thì tình cảm mới luôn được sưởi ấm và luôn giữ được hạnh phúc gia đình. Về mặt sức khỏe, bước sang tháng 3 âm lịch năm Quý Mão 2023, về phương diện sức khỏe của người tuổi Mậu Thìn luôn giữ được sự ổn định, không có gì đáng lo ngại tháng này dù người tuổi Mậu Thìn không có bệnh tật gì phát sinh nhưng bạn cũng đừng quá chủ quan bạn hãy tiếp tục có chế độ sinh hoạt điều độ tăng cường rèn luyện thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe kéo dài sự dẻo dai thiên nguyệt chiếu mệnh cũng làm cho bạn dễ bị trầm tư tâm trạng không tốt khiến tình hình sức khỏe của người tuổi Mậu Thìn cũng có phần nào bị suy giảm bản mệnh cần phải học cách suy nghĩ tích cực hơn không nên giấu những điều gây ức chế ở trong lòng bởi như vậy thì bạn sẽ càng cảm thấy khó chịu nên chia sẻ với mọi người để tinh thần được nhẹ nhõm Ngoài ra, bản mệnh tuổi mậu thìn cũng cần có chế độ ăn uống hợp lý, với dinh dưỡng cân đối, thường xuyên bổ sung các thực phẩm có tác dụng tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, đồng thời có cách ăn mặc phù hợp mỗi khi ra khỏi nhà. Nếu có việc cần phải đi xa, bạn cần phải chuẩn bị đầy đủ các vật dụng cần thiết, đồng thời chú ý an toàn giao thông khi đi đường, để hạn chế những tai nạn bất ngờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Phong thủy phòng ngủ, giường ngủ cho tuổi mậu thìn, sinh năm 1988. Lựa chọn hướng giường ngủ cho tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 phù hợp với phong thủy, không những mang đến sức khỏe dồi dào, vận may, tài lộc và sự giàu có cho gia chủ, mà bên cạnh đó nó còn xua đuổi vận đen, tà khí xấu cho gia chủ. Theo cách tính hướng giường ngủ phong thủy, gia chủ tuổi Mậu Thìn thuộc Đông Tứ mệnh, chính vì thế hướng giường ngủ tuổi Mậu Thìn hợp nhất các hướng tốt là hướng Đông Nam, hướng Bắc, hướng Nam và hướng Đông. Hướng hợp nhất với tuổi Mậu Thìn hướng bắc thiên y hay gặp thiên thời nên sẽ được che chở nếu kê giường ngủ theo hướng bắc gia chủ sẽ nhận được lộc trời sinh phú quý giàu sang thịnh vượng hướng đông phục vị hay gặp được sự giúp đỡ nếu kê giường ngủ theo hướng đông thì gia chủ sẽ luôn luôn gặp được cuộc sống thoải mái yên ổn trong việc làm ăn an khang thịnh vượng hướng nam sinh khí hay gặp được phúc lộc vẹn toàn kê giường ngủ theo hướng nam gia chủ luôn gặp lộc tài làm ăn phú quý giàu sang tiền vào như nước hướng đông nam, diên niên luôn gặp mọi sự ổn định, kê giường ngủ theo hướng đông nam thì gia đình sẽ luôn luôn gặp sự thuận hòa, yêu thương vào nhà. Hướng xấu cần tránh với tuổi mậu thìn. Hướng tây bắc ngũ quỷ hay gặp phải tai họa, với người tuổi mậu thìn nên tránh kê giường ngủ theo hướng tây bắc vì sẽ gặp nhiều điểm xấu, làm gì cũng xui xẻo, khuynh gia bại sản. Hướng đông bắc lục sát hay gặp nhà có sát khí, kê giường ngủ theo hướng này, gia chủ sẽ gặp nhiều tiếng xấu, mang nhiều tai tiếng thị phi, hay bị vu oan, tranh chấp hướng tây tuyệt mệnh hay gặp chết chóc, kê giường ngủ theo hướng này sẽ luôn gặp tai họa, nguy hiểm đến tính mạng, hoặc cũng phải chứng kiến đến sự chết chóc. Hướng Tây Nam, họa hại nghĩa là nhà có hung khí, luôn luôn gặp những điều suối quẩy, tai ương, bất hòa với những mối quan hệ. Vâng, quý anh chị thân mến. Vừa rồi là tử vi tháng 3 âm lịch, năm quý mão 2023, của tuổi mậu thìn, sinh năm 1988. Hy vọng quý anh chị sẽ rút ra cho mình được những thông tin hữu ích từ tử vi tháng 3 âm lịch của mình. Quý anh chị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được nhiều thông tin hữu ích từ chúng tôi nhé. Trước khi khép lại chương trình, Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video. Mến chúc quý anh chị tháng mới luôn may mắn, bình an, bứt phá về tài lộc, giàu sang, phú quý. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.